Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 18 đến trang 19. Tuần 4, bài 8, Tạm biệt mùa hè, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập số 1, đọc sách dạy nấu ăn hoặc là những cái bài đọc về công việc làm bếp và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Như vậy thì các em hãy tìm đọc ở các bài đọc ở sách, báo, tạp chí và chúng ta sẽ hoàn thiện cái phiếu đọc sách này. Tức là các em sẽ tìm đọc những cái cuốn sách dạy nấu ăn hoặc là những cái bài đọc về cái công việc làm bếp ở trên sách, báo hoặc là tạp chí để chúng ta điền cái thông tin vào đây. Phiếu đọc sách thì có các thông tin như sau: về ngày đọc nè, tên bài, tác giả, món ăn hoặc là hoạt động làm bếp được nói đến, thông tin quan trọng hoặc là thú vị đối với em, mức độ yêu thích. Thì cái ví dụ như ở đây ngày đọc, ví dụ như các em đọc ngày hôm nay, ví dụ như là các em đọc ngày 24 tháng 8. Năm 2022, ngày em đọc sách, ngày bao nhiêu thì các em sẽ điền vào đây. Tên bài, ví dụ như là bài Vào bếp thật vui, vào bếp thật vui. Tác giả Thụy Anh. Rồi món ăn hoặc là cái hoạt động làm bếp được nói đến. Thì ví dụ như là có là ví dụ như ở trong cái món ăn hoặc là cái hoạt động làm bếp được nói đến ở trong cái bài đọc, ví dụ như là lọ mật được mẹ cất ở trên cao. Hoặc là thúng thì dùng để đựng gạo, rồi cái thớt thì dùng để sơ chế thức ăn. Thì đó là một số cái món ăn hoặc là cái hoạt động làm bếp được nói đến thì các em sẽ viết thêm vào. Rồi thông tin quan trọng hoặc thú vị đối với em, thì ở đây cái thông tin quan trọng hoặc là thú vị, ví dụ như là ở trong bếp á, thì có những cái vật dụng nguy hiểm khi nấu ăn thì cần phải cẩn thận, thì đó là những cái thông tin quan trọng. Thì đây cô ví dụ như khi nấu ăn thì cần phải cẩn thận. Khi nấu ăn thì cần phải cẩn thận nè. Vâng vâng, chính là khi nấu ăn chúng ta phải cẩn thận bởi vì ở trong bếp có những cái vật dụng rất là nguy hiểm. Rồi mức độ yêu thích thì các em sẽ đánh giá bao nhiêu sao thì các em sẽ đánh giá vào đây. Rồi tiếp theo bài tập số 2, tìm các từ ngữ nói về mùa hè viết vào bảng dưới đây. Thời tiết, ví dụ như là thời tiết thì nóng nực. Đồ ăn thức uống vào mùa hè, ví dụ như là có kem. Đồ dùng, ví dụ như là có quạt nè, rồi trang phục thì là áo phông, hoạt động thì có hoạt động là đi bơi. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm thêm các từ nói về mùa hè để viết vào bảng. Thời tiết vào mùa hè thì nóng nực, rồi ví dụ như nữa là nắng gắt nè, hoặc là hanh khô. Hoặc là
Gió nóng. Hanh khô, gió nóng. Thì thời tiết thì có là nóng nực nè, nắng gắt, hanh khô, gió nóng, rồi có mưa rào. Đồ ăn thức uống thì có kem, rồi nước đá. Rồi nước đá, rồi ví dụ như là kem, nước đá, sữa chua, dưa hấu. Ví dụ như là dưa hấu. Thì còn rất là nhiều đồ ăn thức uống vào mùa hè thì các em kể ra, ví dụ như là kem, nước đá, dưa hấu, sữa chua, chè, nước ngọt, vân vân. Còn đồ dùng ví dụ như là có quạt nè. Rồi, quạt, rồi điều hòa. Điều hòa, rồi tiếp theo ví dụ như điều hòa, rồi mũ, nón. Kem chống nắng. Kem chống nắng đồ vân vân. Thì đây là đồ dùng cho mùa hè. Rồi, trang phục thì có áo phông. Rồi, áo chống nắng. Hoặc là quần đùi thì chúng ta mặc quần đùi cho nó mát. Rồi hoạt động bơi. Mùa hè thì các em sẽ đi bơi, rồi tắm biển. Tắm biển rồi đi hóng gió. Vâng, thì có rất nhiều hoạt động. Thì các em sẽ kể một số cái hoạt động. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Đặt 3 câu với từ ngữ em tìm được ở bài tập 2. Ví dụ mùa hè thời tiết rất nóng nực. Như vậy thì ở câu số 3 này các em sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ sử dụng những cái từ mà các em vừa tìm được ở bài tập số 2 để chúng ta đặt câu theo mẫu. Rồi, ví dụ cô ví dụ câu thứ nhất. Ví dụ áo chống nắng là đồ dùng cần thiết cho mùa hè. Ví dụ áo chống nắng là đồ dùng cần thiết cho mùa hè. Hoặc là em rất thích đi bơi mỗi khi mùa hè đến. Em rất thích đi bơi mỗi khi mùa hè đến. Hoặc là khi thời tiết nóng nực, được ăn một cây kem. Được ăn một cây kem mát lạnh sẽ rất sảng khoái.
Ví dụ, khi thời tiết nóng nực, ăn được một cây kem mát lạnh thì rất sảng khoái. Rồi tiếp theo bài tập số 4. Dấu hai chấm trong câu dưới đây dùng để làm gì? Các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kỳ thú của mình. Ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. A để báo hiệu lời nói trực tiếp, B để báo hiệu phần liệt kê và C là để báo hiệu phần giải thích. Thì các em dựa vào cái công dụng dấu hai chấm để mà chúng ta suy nghĩ trả lời câu hỏi này. Thì ở trong cái trường hợp này, ở câu trên đây thì dấu hai chấm, các em thấy ở đây dấu hai chấm ở đây nó dùng để báo hiệu phần liệt kê. Ra biển, lên núi, đến thăm những cái thành phố lớn. Thì nó liệt kê ra những cái chuyến du lịch đó là ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. Như vậy nó sẽ báo hiệu phần liệt kê. Như vậy câu 4 các em chọn đáp án B. Rồi tiếp theo số 5. Điền dấu chấm hoặc là dấu hai chấm vào mỗi ô vuông. Các em đọc kỹ các câu và chúng ta sẽ điền dấu cho phù hợp. A. Mùa hè có rất nhiều loài hoa, hoa hồng, hoa phượng, hoa mười giờ. Như vậy thì ở đây các em sẽ điền dấu dấu hai chấm để liệt kê các loài hoa. Đó là gồm hoa hồng, hoa phượng, hoa mười giờ. Hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ sắc màu. Và các em thấy ô vuông đây chúng ta sẽ điền dấu chấm. Hết thì cái dấu chấm này chúng ta sẽ là báo hiệu là kết thúc câu. Rồi. B. Có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm đến khi hè. Làm khi hè đến như là đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ. Như vậy thì ở đây các em cũng sẽ dùng dấu hai chấm. Đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ. Rồi tiếp theo bài tập số 6, thêm dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong những câu sau đây. A. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh thẳm. Màu xanh thẳm có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau. Màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh của những non của những bãi ngô thảm cỏ theo cửu thọ. Như vậy thì các em sẽ điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp. Như vậy các em sẽ điền vào từ ở phía sau từ khác nhau. Như vậy các em sẽ điền dấu hai chấm ở phía sau từ khác nhau. Để liệt kê các sắc độ đậm nhạt của màu xanh, đó là màu xanh da trời, màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh non của những bãi ngô thảm cỏ. Rồi tiếp theo câu B. Chợ quê bày bán nhiều thứ thịt, cá, rau củ, đồ gia dụng, quần áo. Như vậy chợ quê bày bán nhiều thứ thì gồm có là thịt, cá, rau củ, đồ gia dụng, rồi quần áo. Như vậy thì các em sẽ đặt dấu hai chấm ở phía sau. Nhiều từ nhiều thứ là gồm thịt, cá nè, rau củ, đồ gia dụng, quần áo. Rồi câu C. Vào rừng tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá rừng xào xạc. Như vậy vào rừng tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, đó là gồm những cái âm thanh nào? Như là tiếng suối chảy róc rách nè, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá rừng xào xạc. Như vậy thì các em sẽ đặt dấu hai chấm ở phía sau từ âm thanh. Rồi tiếp theo câu số 7, thêm những cái từ ngữ chỉ sự vật hoạt động ở sau dấu phẩy để hoàn thiện câu có dấu hai chấm báo hiệu phần liệt kê.
Trong cặp sách của em có nhiều đồ dùng học tập như là sách vở. Rồi, sách ngoài sách vở thì còn các đồ dùng ví dụ như là bút nè, bút, rồi thước, màu vẽ, rồi tập vẽ, rồi giấy màu, màu vẽ, giấy màu. Rồi tẩy. Vân vân, có rất là nhiều đồ dùng học tập thì các em sẽ hoàn thiện câu bằng cách chúng ta sẽ thêm những cái từ ngữ chỉ sự vật hoạt động ở phía sau. Rồi, B nhỏ, ở trường chúng em thường chơi các trò chơi như là đá bóng. Rồi, đá bóng, nhảy dây. Rồi, đá cầu. Rồi, chơi trốn tìm. Rồi, ô ăn quan. Ô ăn quan. Rồi, chơi cầu lông, vân vân, có rất là nhiều trò chơi thì các em sẽ kể ra. Rồi, C, em thích ăn những món mẹ nấu, ví dụ như là canh dưa cá. Rồi, các em thích mẹ nấu những món ăn nào thì các em kể ra. Ví dụ như là ngoài những cái món canh dưa cá, ví dụ như là thịt kho tàu, tức là thịt kho, kho trứng, hoặc là sườn xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt, hoặc là canh chua cá, hoặc là tôm rim, hoặc là tôm rang cũng được, vân vân. Thì các em sẽ kể ra món ăn mà mình thích mẹ, tức là những cái món ăn mà mẹ nấu mà em thích. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.